các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay anh Phi sẽ có một đơn hàng đóng qua Zalo trên order ha, quên order trên Zalo, xin lỗi các bạn. Đó chính là một bộ tàu điều khiển từ xa với mã hàng 687 để gửi về cho chị Bích ở Tây Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh các bạn ha, ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thì anh Phi sẽ chỉ Bích là cái tên trên Zalo thôi, còn cái người liên lạc với anh Phi là ba của bé. Khi mà anh gọi cho anh Phi á, là vào những ngày mùng Tết kìa, rồi sau đó anh Phi có liên lạc lại để anh Phi báo cái phí vận chuyển và tổng cái tiền cho anh, nhưng mà sao thấy anh không có trả lời, cho nên nó là anh Phi không có dám gửi hàng cho tới ngày hôm nay. Thì trưa nay anh mới gọi lại, anh hỏi là đã gửi hàng chưa, thì anh Phi mới nói là hôm trước em có liên lạc với anh mà thấy anh im ru, em đâu có dám nói nữa. Tại vì nhiều khi á, có những khách hàng họ khó tính lắm các bạn mà liên lạc mà các bạn nói tới nói lui á, họ khó chịu, cho nên là thường anh Phi liên lạc một lần một mà khách không trả lời thì anh Phi sẽ ngừng lại ở đó. Và bây giờ thì hôm nay anh đã liên lạc lại thì anh Phi sẽ bắt đầu test hàng và gửi hàng cho anh. Để chuẩn bị test hàng thì ở đây anh Phi cũng có chuẩn bị sẵn một tờ khăn giấy, một chai nước để coi xem coi cái chiếc tàu này nó có phải mát nước hay không. Nếu không mát nước thì dễ, còn nếu có mát nước thì chúng ta sẽ mát nước cho nó. Đi theo nó sẽ là một cái bộ hướng dẫn, nó sẽ có cả tiếng Hoa và tiếng Anh, tùy các bạn thích đọc như thế nào đó thì đọc nhé, thích hiểu như thế nào thì hiểu, nhưng mà anh Phi cũng sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn trong cái cách chơi nha. Ở đây sẽ là một cái cáp sạc, và nhìn thấy cái cáp sạc này là chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới cái cục cáp sạc USB Samsung để chúng ta cắm vào và chúng ta sạc. Sau khi cắm vào xong thì chúng ta sẽ cắm sạc. Ở đây nó sẽ có hai đầu nguồn, một đầu để sạc là đầu màu trắng và một đầu để ghim vào motor là đầu màu xanh lá. Chúng ta sẽ ghim vào như vậy. Viên pin này sẽ là viên pin 7.4V ha, 7.4V dòng Lineberry có thể sạc nhồi, và thời gian sạc của nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái dung lượng pin ở trong này, và thông thường là chúng ta sạc từ 2 cho tới 3 tiếng nha các bạn nhé. Còn những cái bộ pin dung lượng cao mà tầm khoảng 1200mAh cho tới 1300mAh thì các bạn sạc 6-7 tiếng mới đầy. Để sạc được thì rất là đơn giản các bạn. Đây, ổ điện của anh Phi. Anh Phi nãy giờ anh Phi đang bọc mấy cái xe trớn các bạn thấy không? Đó. Và bây giờ thì xong việc rồi thì anh Phi sẽ cắm vào sạc. Khi cắm vào sạc thì đèn ở đây nó sẽ nhá sáng và nó sẽ chớp xanh như vậy các bạn nha. Cái bộ sạc này tương đối nó chớp xanh như vậy. Và chúng ta cứ để đây mà sạc. Có hai cách để kiểm tra. Một là các bạn sau khoảng tầm nửa tiếng hay một tiếng các bạn gờ cái cục adapter này, nó sẽ ấm là nó cũng đang sạc. Đèn ở đây rồi lúc nó sẽ tắt nha các bạn, nó sẽ không có thể hiện hết được đâu nha. Các bạn muốn tìm được những cái bộ sạc mà nó báo đèn, báo dung lượng pin thì các bạn phải mua những cái bộ rất là xịn, chẳng hạn như BX Max 6 chẳng hạn. Cái bộ đó hiện nay khoảng từ 800 cho tới 1 triệu là nó sạc đa pin luôn á, nó sạc nhiều cái loại pin, nhiều loại von nhưng mà giá nó khá là cao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để ở đây để nó sạc nha các bạn nhé. Pin này thì sạc nhồi được cho nên anh Phi không cần phải xả pin trước khi sạc. Đối với dòng pin Niken á, chúng ta mới cần xả pin trước khi sạc nha các bạn. Và ở đây thì nó sẽ có cái bộ để chúng ta để thuyền, và chúng ta ráp nó ra như thế này nè các bạn. Đó ha, nó ráp nó ra như thế này. Đây, cái bộ này nó gồm có hai thanh ngang và hai thanh dọc, 1 2 2. Nó để thành một cái bệ để các bạn để cái chiếc thuyền nha. Rồi, ở đây là cái tay điều khiển cho tàu. Đối với những cái tay điều tàu mà chiếc những cái chiếc tàu mà nó có tay điều khiển mà nó có cái tay cục như thế này nè các bạn. Anh Phi sẽ gỡ nó ra từ từ nha. Không có gấp được ha. Đối với những cái dòng đồ chơi á mà nó ép như vậy nè, các bạn gỡ mà không khéo á ha, gỡ không khéo nó sẽ trầy trụ hoặc nó sẽ gãy, cho nên anh Phi sẽ gỡ từ từ ha. Bỏ này qua bên đi ha. Đó, kéo ra từ từ nhé các bạn nhé. À, anh hiểu rồi, chọt cái đầu vô đây nè các bạn thấy không, cho nên kéo làm sao ra, phải kéo cái đuôi trước nha các bạn, phải kéo cái đuôi trước ha, kéo cái đuôi rồi mới xéo như vậy. Hồi để vô thì cũng xéo vậy nha, nhưng mà coi chừng cẩn thận nó sẽ cạ cái cánh quạt ở đây nha. Rồi, đây chiếc tàu sau khi lấy ra là như vậy. Các bạn đừng có ham mê cái vỏ tàu lớn quá, cái thân tàu càng lớn thì càng nặng, cái bộ motor này nó sẽ đẩy càng mệt chứ gì đâu. Thân tàu nhỏ gọn và cái tính khí đồng học nó cao là nó sẽ chạy nhanh được. Còn con tàu này nhanh bao nhiêu thì anh Phi để lại cho các bạn nhé. Nó dính mấy cái mút đây, nó có một cái chốt, các bạn gạt pha tay bên ngược chiều kim đồng hồ để lấy cái nắp pin ra ha. Trong cái nắp pin này phía dưới này thì nó cũng sẽ có những cái ron, cái ngạnh nè để nó chống nước, nhưng mà theo anh thấy
về khi các bạn lắp lại như vậy nè, để chơi bình thường á, để nó đẹp á thì để như vậy. Còn để các bạn mà chơi mà đây nó có cái ngàm nha các bạn nhé, cái ngàm các bạn để cái ngàm này xuống dưới xong rồi các bạn để lên như vậy. Khi các bạn chơi trên sông á, cố gắng các bạn dùng cái băng keo giấy này nè, cái băng keo giấy này nè, các bạn dán sơ theo cái dòng này để nó tránh cái tình trạng là nước nó dập lên là nó chui vô đây, nó sẽ chui vô cái vỏ thuyền của các bạn. Mặc dù về cơ bản nó chui vô thì cũng không có ảnh hưởng lắm ha, nhưng mà nó chui vô nhiều rồi mới ảnh hưởng, ở chui vô ít ít thì không có sao nha, nó chui vô ít ít. Thì chúng ta sẽ phân tích thêm một chút xíu cái cấu tạo ở đây, nó gồm hai cái motor ha, hai cái motor được chưa, nó có thêm hai cái bánh gió nữa nè các bạn, để nó tạo gió các bạn, khi nó chạy nó sẽ tạo gió, nó làm thông thoáng khu vực này. Và ở đây sẽ là một cái chấu pin ha, để chúng ta gắn cái viên pin vào. Và ở đây chính là cái công tắc on off ha, off. À, dòng sóng này là dòng sóng 2.4. Rồi, đó, chúng ta phân tích chiếc tàu chút xíu và chúng ta để yên ở đó. Và cái tay điều khiển thông thường á, nó có cái cọng dài ra lắng lắng á, là dòng sóng FM. Còn thường những cái tay điều khiển mà cái tay ngắn ngủn như thế này nè, là chơi cho vui thôi, cái nút này chơi cho vui thì nó là sóng 2.4 nha. Bây giờ thì anh Phi sẽ mở nó ra, anh Phi cho hai viên pin vào nha. Sóng 2.4 là sóng chống trùng và sóng để chơi chung với nhau nha. Các bạn thấy 2.4G này là các bạn biết nó sẽ có chơi chung với nhau được, và nó sẽ có một cách fix sóng. Chẳng hạn như chiếc nào mở lên thì tay điều khiển đó mở lên, fix xong thì để qua một bên rồi tiếp tục chiếc khác nha. Đó là dòng fix sóng, và nó sẽ còn một cái dòng nữa là dòng dò sóng. Khi các bạn mở lên là nó dò chiếc nào xong thì nó sẽ ngừng chiếc đó và tiếp tục nó dò. Đó, đó là gọi dò sóng. Và còn một dòng nữa là sóng 2.4 nhưng nó ấn định sóng, là tay nào thì đi với tàu đó thôi. Cho nên các bạn hỏi anh Huy chiếc nào sao thì anh Huy không trả lời được, nhưng mà vô mở motor, mở điện lên, mở pin lên anh Huy sẽ biết ngay nha. Bây giờ các bạn mở on lên nè, là nó sẽ chớp nè, nó chờ thằng này mở lên để nó nhận sóng của thằng này, cho nên nó chớp, các bạn thấy không? Có những thằng thì nó chớp hoài, có những thằng nó chớp hồi không được thì nó dừng lại ha, cho tới khi các bạn lắp pin vào chiếc tàu. Và bây giờ thì anh Huy sẽ gỡ nó ra nè. Để gỡ viên pin này thì các bạn nắm ở nút cắn này nè, nắm ở nút cắn này kéo ra nha, lắc về để lấy ra ha. Đừng có cố giật nó văng cái chốt này ra, cái mất công lại đi thai, mà nhiều khi về tới tỉnh mà ngay cả thành phố Hồ Chí Minh cũng khó thai rồi, huống hồ sẽ về tới tỉnh ha, trừ khi các bạn làm về điện tử. Rồi đây ha, ở đây nó có cái chấu nè, thấy không, nó có chấu nè, nó gài với cái ngàm bên này nó sẽ có một cái ngàm. Đây anh Phi sẽ phục kết lại cho các bạn xem nhé. Này nó có cái ngàm nè, thấy không? Đó, nó tương ứng với cái chấu này, để vô. Đó, xong. À, làm cái cốp một cái là nó sẽ dính liền. À, các bạn, ở đây nó sẽ có một cái miếng dán, ở đây có một miếng dán, các bạn để vô là nó dán dính cái viên pin này lên đây liền ha. À, bây giờ anh Phi sẽ mở on lên ha. À, mở on lên. Nè, nó chớp hồi không được, nó đứng đèn rồi, thấy không? Tắt, mở lại nè, cho nó chớp. Mở on lên là nó đứng đèn liền. Ha, à, hai thằng này nó dò sóng với nhau là nó đứng đèn, thấy không? Rồi lúc này chúng ta sẽ test được rồi đó. Nhưng mà anh Phi để xem coi, để coi nó có mát nước hay không á. Thông thường các bạn sẽ lật lên, nếu các bạn thấy ở dưới này nó có hai cái chấu kim loại ở dưới này nè, là nó cần mát nước. Còn nếu không có chấu kim loại á, thông thường dòng này sẽ không cần mát nước. Mà bây giờ chúng ta có thể chạy luôn ha. Và các bạn để ý chúng ta điều khiển, nếu hai tay dọc là tay hai cầu, là các bạn đẩy một bên thì motor một bên quay, tương ứng quay. Còn nếu motor mà kiểu mà trái phải kiểu này nè, là khi các bạn đẩy này cả hai, đẩy tay này thì cả hai cùng quay, thấy không? Và các bạn đẩy tay này là lái nè, thì một bên nó quay. Các bạn đẩy qua bên này, chiếc tàu nó sẽ chạy bên này, chạy qua nghiêng qua bên này nha, nghiêng qua bên này thì motor bên này quay chứ không phải motor bên này quay nha. Nó nghiêng bên nào thì motor còn lại quay. Chẳng hạn như nghiêng bên trái thì motor bên phải quay. Nghiêng bên phải nè là motor bên trái quay. Ok chưa? À thấy không? À, motor bên trái quay. Nhìn vậy thôi chứ cho xuống nước nó chạy rất là mạnh đó các bạn ha. Rồi tới đây thì cũng xong rồi, ốp nè, anh Phi sẽ mở lại cho các bạn xem. Mở tay điều khiển trước nè, on nè, mở tàu nè, on nè. Và bắt đầu hai thằng này nó fix sóng với nhau nè, là chơi được nè, ok nè, lùi nè, chiều trái nè, chiều phải nè, ha, rồi, đó. Rồi xong, sau khi test tàu xong thì anh Phi sẽ gỡ pin ra. Và anh Phi sẽ up cái đoạn clip này lên YouTube và anh Phi sẽ gửi cái đoạn clip này cho chủ nhân của chiếc tàu này. Và các bạn xem qua nhé, hãy xem qua để nắm bắt một cái cách sạc pin bằng cái cốc sạc Samsung, hai là thời gian sạc từ 3 tiếng cho tới 4 tiếng, và nếu để an toàn thì các bạn sạc 5 tiếng giúp anh Phi nha. Rồi
Và khi chơi thì ở đây nó cũng đã có chống nước, những cái gờ chống nước. Nhưng thực tế về cơ bản, khi chơi thì các bạn nên ra ngoài tiệm điện. Cái chốt nó nằm đây nha các bạn, chốt mở on off nằm đây nha. Sau khi gài on off xong, các bạn dùng cái băng keo giấy này nè, băng keo giấy nó không có ăn cái keo xuống ha, nó không có ăn chặt quá, để sau này khi các bạn gỡ lên thì ok ha. Nè các bạn dán ha, dán một vòng quanh đây để chống nước nó giống như vậy ha các bạn ha. Đó, cái cách của nó sẽ là như vậy ha. Rồi sau khi các bạn quăng nó xuống nước chơi thì cứ thoải mái mà chơi. Nhưng anh Phi có một điều là khi các bạn ra sông ra mương chơi thì phải thật sự cẩn thận ha. Anh Phi không muốn các bạn có một bất kỳ một cái vấn đề nào liên quan tới vấn đề về nước nôi ha, rất là nguy hiểm nha các bạn nha, kể cả những bạn biết bơi ha, kể cả những bạn biết bơi. Bởi vì anh Phi là người biết bơi mà anh Phi cũng xém đuối nước một lần rồi. Hôm đó không biết mệt mỏi như thế nào đó thì anh Phi xuống nước, anh Phi lại bị giọt bẻ các bạn ha. Anh Phi để những cái này ở ngoài và nhiệm vụ của các bạn là về lắp vào nhé. Anh Phi đã hướng dẫn chia sẻ hết những cái clip này cho các bạn rồi thì cứ như vậy mà làm nhé. Rồi xong ha. Xong và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hộp nó lại và chai nước và cái khăn giấy này cũng như là thừa. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận rằng có những dòng hàng nó cần mát nước và có những dòng hàng nó không cần mát nước nha. Đó, có những dòng sóng FM và có những dòng sóng 2.4G. 2.4G là hai chiếc có thể chơi chung, ba chiếc có thể chơi chung với nhau. Còn những dòng sóng FM thì không chơi chung với nhau được nha các bạn nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hàng lại và đóng gói bảo vệ nó ha. Sách thì anh để ngoài nha các bạn nhé. Ưu tiên là các bạn nên đọc sách nè, nó chỉ nè, sạc từ máy vi tính qua nè, nhưng mà sạc từ máy vi tính lâu lắm các bạn ơi. Các bạn nên sạc từ cốc sạc Samsung ha, dòng 2A là nó sạc chuẩn nhất nha. Đây, dòng này là dòng 1.5A ha. Các bạn xem bên này các bạn sẽ thấy 1.1A, xin lỗi. Còn cái cục này là 2A ha. Ampe càng cao là nó sẽ sạc càng nhanh, nhưng mà cao quá thì nó sẽ sạc càng dễ hư pin. Cho nên anh Quy khuyến cáo các bạn sạc cốc sạc Samsung từ 2A đổ lại mà thôi. Còn bây giờ thì anh Quy sẽ hoàn thiện những cái khâu cuối cùng trong vấn đề đóng hàng. Khâu cuối cùng này cũng mất khá thời gian các bạn. Là anh Phi cho vào nè, anh Phi dùng cái kim bấm, anh Phi bấm lại. Tại vì nếu mình dùng băng keo thôi á, là nó sẽ không có cứng được cái vỏ hộp của chúng ta, nó không có cứng được cái vỏ bảo vệ này. Cho nên thường á, các bạn nói anh Phi á, là nhiều khi làm cho tốn chuyện, nhưng mà cái á, là anh Phi muốn làm vậy để cho cái hộp hàng của mình nó cứng cáp nha. Đây, đấy, cứng cáp. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ dán cái giấy bảo vệ, giấy gửi hàng lên nữa là xong. Và sau đó khoảng tầm 4 giờ chị Thư sẽ di chuyển qua bên này. Tại vì hôm nay lịch chị An là 4 giờ, chị Thư sẽ di chuyển qua để đón anh Phi về nhà. Tối nay sẽ có một cái buổi tiệc nho nhỏ một chút xíu nữa. Nếu có điều kiện anh Phi sẽ ghi hình cho các bạn xem là tối nay anh Phi sẽ đi đâu nha. Nếu các bạn xem đoạn clip này thì các bạn thắc mắc xem tối nay anh Phi sẽ đi đâu nhé. Rồi tới đây thì xong rồi ha. Hàng sẽ gửi về cho chị Ngọc Phúc nha các bạn nhé. Và anh Phi xong cái này, anh Phi sẽ up cái đoạn clip này lên. Sau đó anh Phi sẽ gửi cái link đoạn clip này cho chị vào cái Zalo của chị Bích nha. Vào cái Zalo của chị Bích. Sau đó anh Phi mới kết thúc cái công việc được nha. Rồi đây, anh Phi làm như thế này. Ở đây nó có hai đường, anh Phi sẽ phải đi bằng kia xuyên qua luôn nha các bạn nhé. Đây, đường nhiều rồi. Rồi đây, xong rồi các bạn ha. Hy vọng là hàng này sẽ về nhanh về tới tay của bé để bé có cái mà chơi. Nhưng trước khi chơi thì lưu ý phần sông mương nha các bạn. Tại chiếc tàu này nó chạy ngoài sông, ngoài mương, ngoài hồ, ngoài nước, cho nên đối với nước thì phải cẩn thận. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại nhé.